Ngày 22 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố hình sự năm bị can là người thân trong một gia đình sau khi họ bắt giữ con nợ để buộc trả tiền trái quy định pháp luật. Các bị can đều trú thành phố Tuy Hòa, gồm Bùi Thị Kim Hương 39 tuổi, Trần Đức Trọng 33 tuổi chồng Hương, Ngô Chí Luân 19 tuổi con riêng của Hương. Bùi Ngọc Nam 34 tuổi và Bùi Ngọc Tuấn 32 tuổi đều là em ruột của Hương cùng bị khởi tố tội bắt giữ người trái pháp luật. Cùng với quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trọng và Nam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hương và Tuấn. Riêng bị can Ngô Chí Luân đang thi hành án 2 năm tù về tội giết người từ ngày 22 tháng 9. Theo điều tra, vào tháng 6 năm 2022, vợ chồng ông Văn Tiến Đức, 32 tuổi, ngụ thành phố Tuy Hòa, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thế chấp cho vợ chồng Hương để vay 150 triệu đồng. Đến tháng 4 năm 2023, vợ chồng Đức mất khả năng trả nợ nên bỏ trốn khỏi địa phương, cắt liên lạc với vợ chồng Hương. Do không có khả năng trả nợ cho một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, tháng 8 năm 2023, Đức nhờ NHB là nhân viên ngân hàng này bán giúp thửa đất nói trên cho vợ chồng Trọng và Hương. Trọng và Hương nhờ B liên lạc hẹn gặp Đức tại trụ sở ngân hàng vào ngày 8 tháng 8. Tại đây, Tuấn, Nam và Luân đến khống chế bắt giữ con nợ đưa đến nơi ở của Hương tại hai ngôi nhà ở phường 4 và phường 9 thành phố Tuy Hòa để ép trả nợ.